Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc cỏ, tóc buta 600 mc là thuốc hậu này mầm sớm kết hợp, hai hoạt chất diệt cỏ mạnh mẽ, diệt cỏ hiệu quả, trừ cỏ chưa mọc hoặc đã mọc, tác động kép, đặc trị cỏ lồng vực, cỏ chắc lác, cỏ mân trầu, rau sam, xử lý tốt nhất cử phân đầu tiên từ 1 đến 2 ngày. Quý bà con lưu ý khi phun thuốc đất ruộng cần ẩm nhưng không ngập nước, sau khi phun 1 đến 2 ngày cho nước vào ruộng để giúp lúa sinh trưởng tốt, an toàn cho lúa, vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline. 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.